Ngày xưa mình luôn rồi em. Chắc là nhất rồi. Cái kiểu cái bột thì ngâm cho bán thành ký sinh phải
Rồi, rồi. Có lấy dao ra không? Dạ có này. Ôi, chú Rồi. này đang được đâu? Chú này nè. Chú chồng. sim. Xe, 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 à, xe. Chú sim mới ăn chú được. Dạ mà. Chú sim mới ăn được. Chú già đang được. Chú già bên đây á, chú sim. Thì bên đây nè, bên đây không có nè chứ. Con đâu? Ủa gì hả? Rồi đi đi trước đi, mấy đứa đi trước đi. Ờ đăng nói gì đó. Đăng nói ba người đứng nhau đi. À, quay lại nè. À, kính thưa quý vị và các bạn, thì sau khi chúng tôi mặn cá xong thì bây giờ chúng tôi sẽ đi cắt chuối và bắp chuối để làm coi như là có món rau để ăn chung với cá. Vâng, xin mời các bạn cùng chúng tôi ạ. Đi ăn lẩu đúng không? Trời ơi, cái trời. Cái cây trọng trọng xíu rồi lấy cái lẩu trong nó non hơn ấy. Cái đó cũng được á, để nó chặt quá chứ ơi. Nó chặt quá. Cái này cũng được, cái này. Ừ. Cái này có già rồi, già. Cây bệnh non á, cây nãy mình mới chỉ non á kìa. Cây non á, chặt cây non á. Cây chiến mới chỉ nè, cây non nè. Ừ. Đây. Đây không? Thôi cái đó nó em chặt mấy chỗ cây mà nó chặt quá nó lên không được á. Cái này hả? Ừ. Non không? Non, cái đó non. Chặt xuống dưới hết đăng, nó khánh. Ừ, nó hơi bự. Xong cái mục này luôn rồi, cái mục này. Ê, thấy cái bắp chuối thì sáng á, mình đi đi đọc cái hồ. Cái thằng trúng á. Bỏ bển kìa, bỏ bển kìa chứ. Bỏ đó được luôn. Vậy, được luôn. Dạ, non, cái đó non. Kính thưa quý vị và các bạn, bạn trước mắt chúng tôi đây là bạn Khánh, bạn vẫn chưa có người yêu. Thấy bạn đã mang không ạ? À? Nếu mà các bạn muốn anh ấy về, anh ấy phụ việc nhà rồi giống như là làm chuối như chúng ta thấy đây, thì các bạn cứ comment ở dưới, tôi sẵn sàng, tôi sẽ đưa số điện thoại cho Facebook cho các bạn. Ok. Hay quá. Rồi à. Đi giờ đi bẻ bắp chuối. Giờ cây chuối mình chặt xong thì bẻ bắp chuối các bạn. Chạy méo hả? Đâu, méo cá hả? Con cá. Để gọi là lừa tịnh đi. Giờ đi bẻ bắp chuối nha. Đi bẻ bắp chuối nữa đi. Chuối tới chiến đi. Đồ đăng này nếu mà sắc ra ta gọi là gì? Bào chuối. Sao? Bào. Chuối ghém. Đúng rồi, chuối ghém. Sắc ra ta gọi chuối ghém. Ăn với cháo gà rất là ngon. Khỏi chê luôn. Đúng rồi. Quá. Giờ đi ba hái bắp chuối nha các bạn. Chuối mình ăn á, chuối chín rồi, rồi ở trong nhà đó Khánh. Chuối nó ngon ghê ha. Chuối chào không ạ? Ừ. Ừ, ra lộ rồi đó nghe. Bắp chuối. Biết ăn không? Đẩy cao lên nó. Bắp chuối nè các bạn. Ừ. Rồi, ra lộ. Tắm rồi. Rồi. Rồi xong mình đi tắm xong rồi. Đi tắm đi rồi xong vô mình cắt dao sao. Rồi anh nấu ăn ha. Rồi anh nấu cho. Giờ tới tiết mục tắm xong nha mọi người. Thơ hai tôi con thơ ơi mẹ nè. Mẹ thơ tại hai tôi con tàu thơ ơi nè. Để trên đó đại đi.